chuyên mục phổ biến kiến thức. Chuyên mục phổ biến kiến thức kỳ này xin được gửi tới quý vị và các bạn các bài viết sau. Bài thứ nhất, kiểm tra hiểu biết về dòng máu chảy trong cơ thể bạn. Bài thứ hai, mùa đông thời tiết hanh khô khiến nhiều người bị khô mũi, cảm giác đau rát mũi. Bài thứ ba, nhịn đói một thời gian cũng mang lại nhiều lợi ích. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bài thứ nhất, kiểm tra hiểu biết về dòng máu chảy trong cơ thể bạn. Thưa quý vị và các bạn, cơ thể có bao nhiêu lít máu, loại máu nào hấp dẫn loài muỗi? Bố và con có cùng nhóm máu hay không? Đó là điều có thể bạn chưa biết. Những câu hỏi dưới đây giúp bạn có thêm kiến thức về dòng máu đang chảy trong cơ thể bạn. 1. Máu chiếm khoảng bao nhiêu lượng trong cơ thể? 1. Máu chiếm khoảng bao nhiêu trọng lượng cơ thể? A. 24-25%. B. 7-8%. C. 3-4%. Trả lời: đáp án B. Máu là một tổ chức di động được tạo thành từ thành phần hữu hình và các tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương. Máu chiếm khoảng 7-8% trọng lượng cơ thể. 2. Loại máu dễ hấp dẫn loài muỗi. A. Nhóm máu A. B. Nhóm máu B. C. Nhóm máu O. Trả lời: đáp án C. Những người thuộc nhóm máu O dễ bị muỗi đốt, lên đến 83%. 3. Xét nghiệm máu có giúp bác sĩ phát hiện bệnh tâm thần không? A. Có. B. Không. Trả lời: đáp án A. Các xét nghiệm máu đã được sử dụng để tầm soát bệnh tật. Nếu có quá ít tế bào máu đỏ, có thể bạn bị thiếu máu. Lượng bạch cầu cao là một dấu hiệu của nhiễm trùng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu thấy rằng một số hóa chất trong máu là dấu hiệu của bệnh trầm cảm hoặc có vấn đề về tâm thần. Những kết quả này đem lại hy vọng trong việc kiểm tra, điều trị và phòng ngừa bệnh. 4. Người có nhóm máu nào dễ mất trí nhớ theo độ tuổi? A. Nhóm máu B. B. Nhóm máu O. C. Nhóm máu AB. Trả lời: đáp án C. Một nghiên cứu cho thấy những người có nhóm máu hiếm AB nhiều khả năng có vấn đề về tư duy và trí nhớ. Nếu bạn thuộc nhóm máu AB, nên chú ý đến việc kiểm soát huyết áp, cholesterol và đường trong máu để giữ cho bộ nhớ sắc nét hơn. 5. Cơ chế người lớn có khoảng bao nhiêu lít máu lưu thông trong cơ thể? A. 4.5-5.5 lít. B. 6-7 lít. C. 7-8 lít. Trả lời: đáp án A. Trung bình, cơ thể người lớn có khoảng 4.5-5.5 lít máu lưu thông trong cơ thể. Máu của người lớn chứa khoảng 3 lít huyết tương, tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, vitamin, chất điện giải và các chất dinh dưỡng khác được hòa tan trong máu và vận chuyển đến các bộ phận cơ thể. 6. Khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm, người Nhật Bản thường hỏi nhóm máu của đối tác. A. Đúng. B. Sai. Trả lời: đáp án A. Những người mai mối ở Nhật hỏi nhóm máu của bạn là gì, thay bằng việc nhìn vào ngoại hình. Người Nhật tin rằng nhóm máu cho thấy rất nhiều về cá tính của một người. Người có loại A
máu thường làm việc chăm chỉ, gọn gàng và nhạy cảm. Những người có nhóm máu O được cho là độc lập, loric. 7. Phụ nữ thuộc nhóm máu AB khó thụ thai hơn phụ nữ thuộc nhóm máu khác. A. Đúng. B. Sai. Trả lời: đáp án A. Một nghiên cứu mới đây cho thấy khả năng mang thai của mỗi phụ nữ khác nhau tùy thuộc vào nhóm máu của họ. Những người mang nhóm AB khả năng thụ thai thấp hơn phụ nữ ở nhóm máu khác vì cơ thể họ sản sinh ra ít hormone kích thích tử cung hơn. 8. Bố mẹ cùng nhóm máu A, con sinh ra có phải nhóm máu A? A. Đúng. B. Sai. Trả lời: đáp án B. Bố mẹ cùng nhóm máu A, nhưng con sinh ra có thể có nhóm máu A hoặc O. Nhóm máu A, B, O được di chuyển theo quy luật Mendel với 4 nhóm máu cơ bản là A, B, O và AB, kết hợp bảng nhóm máu của cha, mẹ và con như sau. O nhân O bằng O. O nhân A bằng O phẩy A. O nhân B bằng O phẩy B. O nhân AB bằng A phẩy B. A nhân A bằng O phẩy A. A nhân B bằng O phẩy A phẩy B phẩy AB. A nhân AB bằng A phẩy B phẩy AB. B nhân B bằng O phẩy B. B nhân AB bằng A phẩy B phẩy AB. AB nhân AB bằng A phẩy B phẩy AB. Bài được đăng ở báo Sức khỏe đời sống. Bài tiếp theo trong chuyên mục phổ biến kiến thức kỳ này xin được gửi tới quý vị và các bạn bài Mùa đông, thời tiết hanh khô khiến nhiều người bị khô mũi, cảm giác đau rát trong mũi. Bài được đăng ở báo Gia đình Net. Theo bác sĩ Nguyễn Tuyết Mai, nguyên bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, sở dĩ nhiều người hay bị khô mũi trong mùa lạnh là do lớp niêm mạc mũi rất mỏng, dễ bị tổn thương. Khi gặp thời tiết lạnh và khô, lớp mao mạch trong niêm mạc bị khô co lại nên dễ bị đau rát, thậm chí chảy máu. Khô mũi không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu bị khô mũi, người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu trong vấn đề hít thở hàng ngày. Bên cạnh đó, mũi bị khô có thể dẫn đến các vấn đề như kích ứng mũi, ngứa mũi, viêm xoang, thở khò khè. Để điều trị chứng khô mũi, các chuyên gia khuyến cáo có thể dùng thuốc xịt mũi dạng nước muối sinh lý, không có hóa chất co mạch, xịt 3 lần trên ngày. Bên cạnh đó, kết hợp vệ sinh mũi hàng ngày bằng nước sạch để giúp loại bỏ các tác nhân gây hại cho mũi. Khi thời tiết hanh khô, nên tăng cường uống nhiều nước để hạn chế việc cơ thể bị thiếu nước dẫn đến tình trạng da bị khô. Hơn nữa, có thể sử dụng máy tạo độ ẩm, máy phun sương tại nơi ở và nơi làm việc để tăng độ ẩm cho mũi, giảm tình trạng bị khô. Hạn chế lưu thông tới những nơi nhiều khói bụi ô nhiễm, nên đeo khẩu trang khi ra ngoài đường vừa giúp mũi đỡ bị lạnh, khô, vừa bảo vệ mũi trước nguy cơ bị bụi bẩn tấn công. Ngoài ra, có thể dùng các loại tinh dầu như hạnh nhân, dầu dừa, dầu mè để làm hạn chế tình trạng bị khô mũi. Đây là những tinh dầu rất giàu vitamin E cùng một số vitamin khác, các axit béo thiết yếu và khoáng chất. Chúng có tác dụng như chất làm mềm, giữ ẩm cho da. Do đó, có thể thoa trực tiếp các loại tinh dầu này vào bên trong mũi hoặc nhỏ tinh dầu vào nước ấm để xông hơi mũi. Phương pháp này sẽ khiến mũi thoải mái hơn, cải thiện đáng kể việc mũi bị khô rát, đau nhức. Bên cạnh những liệu pháp chăm sóc bên ngoài, cần tăng cường ăn nhiều hoa quả, những loại giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi, táo sẽ rất tốt cho làn da trong mùa khô hanh.
Lưu ý, không nên ngoáy mũi, nhất là dùng móng tay nhọn chạm vào vùng niêm mạc mũi. Nó có thể làm tổn thương niêm mạc và mạch máu trong mũi. Ngoài ra, ngoáy mũi nhiều cũng dễ khiến mũi bị nhiễm khuẩn. Không cắt lông mũi vì đây là bộ phận có chức năng hàng rào, ngăn chặn các bụi, bẩn, vi khuẩn gây hại cho mũi. Do đó, nếu mất đi lớp bảo vệ này, niêm mạc trong mũi rất dễ bị tấn công, đồng thời làm tăng nguy cơ bị khô mũi khi thời tiết hanh khô. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần lưu ý cho trẻ xỉ mũi đúng cách, bởi lẽ nếu xỉ mũi quá mạnh liên tục cũng khiến mũi dễ bị khô hơn. Mai Thủy. Và bài cuối cùng trong chuyên mục phổ biến kiến thức kỳ này xin được gửi đến quý vị và các bạn bài Nhịn đói một thời gian cũng mang lại nhiều lợi ích. Bài được đăng ở báo mộtthegioi.vn. Các chuyên gia Mỹ ở Viện Gerbuk cho thấy rằng không ăn uống trong một thời gian nhất định có thể có lợi cho não. Theo tạp chí Newen, nhiều người vẫn còn có quan niệm rằng nhịn đói có hại nhiều hơn là có lợi. Nhưng trong một công trình nghiên cứu mới đây, các chuyên gia Mỹ ở Viện Gerbuk cho thấy rằng không ăn uống trong một thời gian nhất định có thể có lợi cho não. Dù sao thì điều đó cũng đúng trong trường hợp thử nghiệm trên ấu trùng ruồi giấm. Các nhà nghiên cứu đã loại protein ra khỏi thức ăn của ấu trùng ruồi giấm trong một thời gian, không cho chúng ăn gì cả. 3 giờ sau đó, hoạt động của các khớp thần kinh, các mối tiếp xúc giữa các tế bào thần kinh ở ruồi giấm giảm khoảng 2 lần. Các chuyên gia cho rằng trạng thái này có thể có ích cho não bộ vì giúp cho não thư giãn và kích hoạt lại. Các tác giả của công trình nghiên cứu có xu hướng tin rằng những phát hiện của họ không chỉ đúng với ruồi giấm mà còn rất có thể có hiệu quả đối với người. Các chuyên gia cho rằng phát hiện của họ có thể giúp đối phó với các vấn đề như bệnh, động kinh và các rối loạn khác của não. Khoảng 6 tháng trước, một nhóm nhà nghiên cứu từ Đại học Nam California cũng đã đưa ra kết luận tương tự. Các thử nghiệm đầu tiên ở chuột và sau đó với những người tình nguyện cho thấy rằng nhịn ăn giúp cơ thể chống lại bệnh đa xơ cứng. Các nhà khoa học cho rằng có lẽ nhịn đói làm gia tăng nồng độ cholesterol và cải thiện hoạt động của bạch cầu. Cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu khác chứng minh được những lợi ích khác của việc ăn ít. Theo một số nguồn dữ liệu, nó tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện tâm trạng, làm tăng chất lượng của giấc ngủ và thậm chí có lợi đối với đời sống tình dục. Vũ Trung Hương.